Minh Luân, tôi cần vợ hơn là người yêu. Minh Luân thừa nhận anh và Lan Ngọc giờ là bạn bè, diễn viên điển trai cần có người vợ hơn là người yêu lúc này. Tháng 3 năm 2017, Minh Luân tiết lộ anh và Linh Dương Lan Ngọc chia tay sau 3 năm hẹn hò. Nam diễn viên sinh năm 1985 thường xuyên liên lạc với Lan Ngọc, cô quyết định chia tay sau khi phát hiện bạn trai nhiều lần nói dối. Trước những ồn ào về đời tư, Minh Luân từ chối trả lời báo chí. Anh nói những chuyện đã qua thì cho qua, không muốn làm ảnh hưởng đến hiện tại và những người liên quan. Mối quan hệ của Minh Luân và Lan Ngọc từng khiến báo chí mệt mỏi vì phải đoán già đoán non. Hiện tại, anh có thể xác nhận chuyện tình của mình. Chúng tôi giờ chỉ là bạn bè. Thật ra, chương trình đó làm đào lộn hết mọi thứ. Ý của tôi khác, nhưng khi chương trình phát sóng lại ra một ý khác nữa. Thế nên, giờ tôi không muốn chia sẻ chuyện riêng tư hay nguyên nhân tại ai. Vì hiện tại, chuyện cũng đã qua hơn một năm. Tôi sẽ xem đó là kỷ niệm đẹp, nên giữ lại cái gì đáng giá trong lòng. Bây giờ mà hỏi lý do, chắc có lẽ tôi già quá rồi, cũng không cần phải bới móc gì nữa. Tôi giờ nhẹ nhàng lắm, khi yêu thấy vui thì tiếp tục, không thì thôi, chứ cãi vã, mất thời gian. Sau nhiều lần đồn thổi, anh và Lan Ngọc giờ chỉ là bàn bè. Tôi và Lan Ngọc bình thường, chỉ thỉnh thoảng nó vẫn nói chuyện, đi ăn uống. Bây giờ hai đứa rất nhẹ nhàng, vì thời gian trôi qua tôi chiêm nghiệm và thay đổi để phù hợp với hiện tại. Mình không thể nào so đo hay ôm buồn rầu, như thế không tốt. So với trước đây, gương mặt tôi giờ tươi tắn hơn trước rất nhiều. Tôi thích câu I don't care, tức là ai muốn làm gì làm. Việc của tôi tôi làm, miễn sao chơi chung nhóm, đừng mít lòng ai là được. Nếu tôi cứ đem theo những gì không thuộc vào mình, lại không nên. Nhưng những ồn ào về đời tư đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thế nào khi đó. Tôi không làm ăn được gì hết, suốt ngày cứ ủ rũ, buồn bã, phí cả tuổi trẻ. Mỗi người có một nguồn năng lượng. Nếu nó bị phân tán nhiều nơi thì đương nhiên nó sẽ không mang lại những điều mà mình mong muốn. Với chuyện tình cảm, bây giờ tôi trông chờ cái duyên, chứ không tìm hiểu để rồi cãi vã. Có thể sau này tôi sẽ ế cũng nên. Nhưng việc hồ bích trâm tố cáo, nói rằng anh lăng nhăng, phụ bạc, sự thật thế nào? Lúc đó tôi rất buồn vì mọi người ai cũng trách tôi rất nhiều. Nhiều người thậm chí còn chửi mắng, đà kích. Tôi thực sự không hài lòng, nhưng vẫn quyết định không lên tiếng vì tin mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu tôi giải thích qua lại thì ảnh hưởng đến một nhóm khác nữa. Nên chuyện cá nhân tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Sau này đọc báo tôi mới biết được cô ấy nói sẽ không tham dự dự án nào có tôi. Đại khái nếu có tôi thì không có cô ấy tôi chỉ đọc rồi hiểu thôi còn tùy mọi người quyết định tôi đã nhận lỗi và xin lỗi rồi tổn thương cũng đã rồi vì sao lúc đó anh im lặng nhiều người cho rằng anh có lỗi thật sự mới không lên tiếng nói những điều có lợi cho mình mà không nhìn vào thực tế tôi dám chấp nhận sự thật dám làm dám chịu không phải trốn tránh gì cả nếu sau này gặp lại tôi vẫn chào hỏi bình thường còn ai tự làm có bản thân thì họ sẽ cảm thấy khó chịu dù Minh Luân nói thế nào, người ta vẫn nghĩ anh là kẻ đào hoa, lăng nhăng nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, anh phản ứng thế nào trước điều này. Từ trước tới giờ tôi rất cẩn thận, không để bị dính scandal. Năm vừa rồi, giống như năm tuổi, vì ở tuổi 33 tôi gặp vận xui. Với những điều không ngờ đến, công việc của tôi ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì sức khỏe không tốt. Những khách hàng hay đơn vị cần gương mặt quảng cáo tất nhiên không tìm đến người dính scandal. Đó là tôi chưa biết được mình bỏ lỡ bao nhiêu việc. Rất nhiều người đã đà kích tôi, trong đó sẽ có các đơn vị đang muốn làm việc cùng tôi. Người ta sẽ bỏ qua tôi vì cho rằng tôi là người không đàng hoàng, tôi cảm thấy rất tiếc. Cô nào của riêng anh có làm ảnh hưởng đến gia đình của Lan Ngọc? Trước khi xảy ra việc đó, tôi cũng đã xin lỗi, tôi là người trong cuộc thì phải từ đi thảo gỡ. Nếu người ta chặn số điện thoại, mình có thể mượn số khác để gọi, chứ không phải không nói chuyện với nhau rồi bên này nói khích, bên kia phản bác lại trên truyền thông. Ba mẹ anh phản ứng thế nào khi con trai chịu sự chỉ trích của dư luận? Ba mẹ tôi cũng hay lên internet đọc báo và theo dõi facebook nên hỏi thăm. Nhưng thật ra chuyện hiểu lầm đã giải quyết xong, trong bất cứ chuyện gì cũng vậy, người trẻ làm kéo người lớn vào làm gì, ai cũng có giây phút nổi loạn, nhưng sau đó biết rút kinh nghiệm thì không ai trách, Tôi cũng có chút vui vì chuyện của mình không làm ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng anh làm thế nào để chinh phục cô gái sau này khi đã mang tiếng đào hoa, lăng nhăng? Nếu đàn ông mang tiếng lăng nhăng, không ai thích cả, đặc biệt là phụ huynh. Nhưng nếu nhìn lại năm 7 năm về trước, tôi không phải là người bắt cá hai tay. Giờ tôi cần một người vợ hơn là người yêu. Cho nên nếu thấy không có duyên là tôi tạm ngừng liền để đỡ mất thời gian, công sức của cả hai. Cũng không biết tôi có bị bi quan quá về tình yêu hay không nữa.